Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đi Dò. Mình đi tàu lao, chào với đâu, Trần Hoàng, Đại Lâm, Ba Lô Tà Linh và Đại Lâm Chuyện Bên Lây. Đây là kèo bóng ra ngoài. Châu Sì Tên, cùi chỏ và bắp già kia cho Châu Sì Tên. Còn bên kia là sang lỡ đầu và ngực, bỏ giò, gơ tay kia cho sang lỡ. Còn đây là lip rồ. Gơ tay và sang lỡ, cặp bài chung. Một không nghiêng về cho Châu Sì Tên và bắp già. Hai không. Có thể nói bắp già quá tiến bộ sau thời gian lưu đấu, lưu diễn quá ghê. Hai không. Bên kia là sang lửa đầu và ngực không nha các bạn. Lại là gơ tay. Quá khó cho đồng đội của mình. 3-0. Một pha đầy cảm giác rồi của sang lửa. Pha sở trường của sang lửa biên số 2 rồi. 1-3 mui bay. Một ba. Quá hay cho bắp các bạn ơi. Bắp già lê lết rất hay. Lại là Châu Sì Tên tự sát tại đống lát. 2-3. Bắp quá hay. 2-3. Lại là Châu Sì Tên. 3-3. Quá hay cho bắp. Đáng tiếc cho bắp một pha bọc lót không thành công của bắp. Bốn ba, bốn bay đang nghiêng về cho gơ tay và sao lỡ. Có cảm giác lần đầu tiên gơ tay gặp cái cùi chỏ nha các bạn, cho nên hơi bỡ ngỡ một tí nha các bạn. Đặc biệt là cái cùi chỏ của Châu Sì Tên rất khó chịu, rất cảm giác nhiều pha đa dạng gì rồi. 4-3. Năm ba. Cảm giác như sang lỡ và gơ tay đã lấy lại những gì phong độ sau vài pha bóng gì rồi. 5-3. Quá khó chịu, quá cảm giác gì rồi cho Châu Sì Tên. 4-5. Lại là Châu Sì Tên đến bóng nước ngoài. Úc Khơ.
Sao nó khờ lên chở anh em? Ý là sao tụi em lên thấy cho nó mà. Ừ. Quá khó cho Châu Sĩ Tiên. Quá khó cho Châu Sĩ Tiên. Lip rồ và lip rồ. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai ra mỗi vai gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có gel bôi chân. Xin lỗi các bạn, đặc biệt có gel nóng lạnh bôi 105.000. 74 đang tiếc cho xe lửa pha bóng vừa rồi 57. Cảm giác như là gơ tay và xe lửa đã dần dần lấy lại được cảm giác của mình rồi. Sáu bảy. Cảm giác của Châu Stein quá tuyệt vời. Ta đợi qua anh cũng không dám dìu vô nữa. Tôi nói gì nãy giờ anh thấy anh dìu được bao nhiêu nhẹp mà phát khó. Áo trắng quần xám xanh bên kia là Úc Khờ Cam Ranh. Úc Khờ Cam Ranh đã có mặt tại Cầu Tre. Quá hay cho sang lửa. Hả? Úc Khờ đứng đây. Tám sáu. Quá hay cho Châu Sĩ Tên. Có thể nó một pha. Quá cảm giác. Cảm giác tuyệt vời cho Châu Sĩ Tên. Phá bóng gì rồi. 7-8. Quá khó cho gờ tay. Cái nãy nói Châu Sĩ Tên bật nhảy rất hay. Và cảm giác quá tuyệt vời cho Châu Sĩ Tên. Tám đều. Tám đều. Đang tiếc cho Châu Sĩ Tên. Một pha phá bóng có thể nói không hiểu điều gì đang xảy ra cho Châu Sĩ Tên. Phá bóng gì rồi. 9-8. Vẫn còn. Đang tiếc cho sang lửa. Đánh bóng ra ngoài. Đang tiếc cho sang lửa. Tỷ số bây giờ mới là 8 đều nha các bạn. 8 đều nha. Quá hay. Cứ thể nói Châu Sĩ Tên quá cảm giác. Một pha chồng đầu của sang lỡ rồi. Quá hay cho Châu Sĩ Tên. 9-8. Rambun, Rambay. Quá hay cho Châu Sĩ Tên. 18. Kèo này lẽ chưa? 18. Đáng lẽ là 19 thôi, tại điểm lộn rồi ơi. Thì bên nào cũng vậy mà, coi đâu anh đi. 18. Ừ.
90. Đáng tiếc cho Buffalo bóng gì rồi. Một pha kỳ vào lưới quá khó cho Chelsea team. 90. Lại là sang lỡ phát bóng hồng. Mười một trên. Mười hai trên. Mười hai trên. Mười ba trên. Một pha giật chuyền lưới rồi của Châu Sĩ Tinh. Mậu binh cho Châu Sĩ Tinh. Mười ba trên. Mười ba trên. Pha quá hay vừa rồi cho Châu Sĩ Tinh. 14 trên. Lợi thế quá lớn nghiêng về cho Châu Sĩ Tinh và Bắp Gia. Tại nó Bắp Gia phòng thủ quá hay và Châu Sĩ Tinh tấn công quá hay. 10-14. Phép màu nào cho gơ tay và sang lỗ đây. Mười mười bốn. Xa xa bên góc trái, bên kia áo trắng, bên kia là Úc Khờ Cam Ranh. Úc Khờ Cam Ranh, một trong những cầu thủ có thể nói là gây náo loạn xôn xao tại quận 12 vừa rồi, cũng đang có mặt tại đây. Mười mười bốn. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Châu Sĩ Tên, có thể nói là cái chỗ quá đẳng cấp rồi của Châu Sĩ Tên. Đẳng cấp cái chỗ của Châu Sĩ Tên vào bờ 15-10. Xin chúc mừng Châu Sĩ Tên vào Bắp Gia.